tươi đi nha các bạn ơi. Cắt nhỏ luôn. Hồi sữa. Sống rồi từ dưới đóng đáy lên ha. Này ở đâu đó anh? Từ chung luôn hả? Từ chung đóng đáy lên là đưa vô lên đây ăn liền luôn trong ngày. Hào này hào tươi đó anh. Tách ra làm đi. Đây là hào sữa. Còn hào đá là bự nhưng mà nó ít thịt. Đó này, cái này nhỏ nhưng mà nhiều thịt. À. Con hào của bà chị nướng mới mở quán. 7B sạc 2 thành thái. 10.000 con hào sữa. Trời cũng trời bá luôn các bạn ơi. Nhưng mà thịt nó đầy, thì nhóc nó luôn, nướng nó tèo xíu.